Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về dòng xe đạp Touring. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của xe đạp.vn. Mình là Khoa, hôm nay mình đang có mặt tại showroom quận 2 của xe đạp.vn. Trong video lần trước, mình đã giới thiệu cho các bạn về cách phân biệt và cách lựa chọn những dòng xe đạp nào phù hợp với các bạn. Thì trong video lần này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua dòng xe đạp Touring, một trong những dòng xe phổ biến nhất trong giới đạp xe. Như các bạn đã biết thì xe đạp Touring hay còn gọi là xe đạp đường phố thì được thiết kế để chúng ta có thể tập luyện thể dục thể thao, đi những chuyến đi dài ngày. Thì tại sao có thể thiết kế để đi được những chuyến đi đường dài như vậy thì mình sẽ nói rõ hơn về chi tiết nhé. Khi nói về khung sườn của xe đạp Zion thì sẽ có hai chất liệu chính, đó là nhôm và nhôm siêu nhẹ, hay còn được gọi là Alus và Alus SL. Về điểm khác biệt của hai loại nhôm này thì là bản Alus SL sẽ nhẹ hơn và cứng cáp hơn, sử dụng ít mối hàn hơn, làm cho tổng thể chiếc xe sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Về phần khung sườn của xe đạp Touring sẽ có rất nhiều lỗ bắt ốc để chúng ta có thể bắt được ba ga hoặc là chắn bùn, chúng ta có thể gắn những phụ kiện lên trên chiếc xe đạp của mình. Về phần ghi đông của xe đạp Touring thường sẽ là ghi đông thẳng, giúp chúng ta có một cái cảm giác mà cầm nắm nó vững chãi nhất, và chúng ta cũng có thể bắt được những phụ kiện ở trên ghi đông, ví dụ như là đèn và những cái túi nhỏ. Tay nắm của xe đạp có thể gắn thêm một thanh ngang ở phía ngoài gọi là sừng trâu. Phuộc xe Touring sẽ được thiết kế với dòng phuộc cứng hay còn gọi là phuộc đơ. Lợi thế của những cây phuộc này sẽ giúp cho các bạn đạp không bị mất sức và có thể di chuyển được nhanh hơn và lâu hơn trên những cung đường bằng phẳng. Xe đạp Touring sẽ được trang bị với bộ chuyển động nửa rod và nửa MTB, với dò dĩa sẽ là có từ 2 cho tới 3 dĩa và líp sẽ từ 9 cho tới 10 líp. Vỏ xe đạp Touring sẽ sử dụng loại vỏ trơn hoặc là ít gai, với phần hông bánh sẽ từ 28C cho tới 45C. Giá thành của xe đạp Touring sẽ rẻ hơn so với những dòng xe khác, vì thế xe đạp Touring sẽ dễ dàng được nhiều người lựa chọn. Để tóm tắt lại thì dòng xe đạp Touring là một dòng xe thông dụng để chúng ta dùng trong những chuyến đi dài, với thiết kế đơn giản, thanh lịch, phù hợp cho cả nam, nữ, các em thanh niên, các anh chị trung niên, thậm chí là những cô chú lớn tuổi nữa. Khung sườn được thiết kế để chúng ta có thể chở đồ, bánh xe thì được thiết kế để chúng ta có thể lướt trên những đường phố, và bộ chuyển động của xe giúp cho các bạn có thể vượt đồi, vượt đường dốc, tránh những vật cản trên những cung đường dài của bạn. Xin cảm ơn mọi người đã xem qua video này. Nếu thấy hay hãy nhấn like và subscribe, và đừng quên nhấn chuông thông báo để biết thêm về xe đạp nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người tại showroom của xe đạp.vn.